Một tuần mới lại đến và những người làm chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng có những dấu hiệu khá giống với nhiều bệnh khác nên thường gây nhầm lẫn, tận tới việc chữa bệnh chậm chế, bệnh phát triển nặng và biến chứng nguy hiểm. Các bậc phụ huynh nên trang bị cho mình khối lượng kiến thức về bệnh để có thể phân biệt được bệnh tay chân miệng với các bệnh khác từ sớm, để con được điều trị sớm, hạn chế những biến chứng. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và đời sống và tin tức 24 giờ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, dưới đây là một số biểu hiện triệu chứng có thể giúp sớm phân biệt được bệnh tay chân miệng với các bệnh lý khác như sau. Phân biệt với sốt virus, bệnh tay chân miệng và bệnh sốt virus đều có biểu hiện sốt cao nên ở giai đoạn đầu khó phân biệt, vì vậy cần căn cứ vào biểu hiện sốt với bệnh sốt virus, đôi khi trẻ bị sốt cao 38,5 độ C, 39,5 độ C, sốt liên tục, dùng thuốc hạ sốt thì đỡ, sốt kéo dài từ 24 tới 48 giờ, thậm chí là 72 giờ, nhưng toàn trạng tỉnh táo, khám không thấy dấu hiệu nhiễm trùng ở họng, phổi, đường ruột. Sau sốt có thể nổi ban mỏng, giải rác hoặc cũng có thể mọc toàn thân, phân biệt với bệnh viêm loét miệng thông thường. Bệnh tay chân miệng cũng dễ nhầm với các bệnh có biểu hiện loét miệng khác như viêm loét miệng. Trong trường hợp này cần phân biệt qua biểu hiện. Với viêm loét miệng thường có vết loét sâu, có dịch tiết hay tái phát. Một bệnh lý có triệu chứng gần giống với bệnh tay chân miệng là viêm miệng do virus herpes. Tuy nhiên, bệnh lý này chỉ có loét miệng kèm xương các nướu lợi, không có phát ban trên da. Với tay chân miệng vết loét đỏ hay phỏng nước đường kính từ 2 tới 3 mm ở niêm mạc miệng, lợi, lưỡi gây đau miệng, bỏ ăn, bỏ bú, tăng tiết nước bọt. Phân biệt với sốt phát ban, dị ứng, thủy đậu, viêm da mủ. Cùng với bệnh tay chân miệng, rất nhiều bệnh khác cũng có biểu hiện phát ban trên cơ thể hoặc tay chân như sốt phát ban, dị ứng, viêm da mủ, thủy đậu. Với sốt phát ban, các ban thường xen kẽ ít dạng sẩn, thường có hạch sau tai. Bệnh dị ứng xuất hiện các ban hồng, ban đa dạng, không có phòng nước, có thể xuất hiện ở khắp cơ thể hoặc một khu trú nào đó. Bệnh viêm da mủ thường nổi ban đỏ, gây đau rát, có mủ. Bệnh thủy đậu xuất hiện các phòng nước nhiều lứa tuổi, giải rác toàn thân. Ban của bệnh tay chân miệng xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông, tồn tại trong thời gian ngắn dưới 7 ngày, sau đó có thể để lại vết thâm, rất hiếm khi loét hay bội nhiễm. cần vệ sinh răng miệng đúng cách cho trẻ mắc tay chân miệng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện Bạch Mai cho biết, nếu vệ sinh khoang miệng không đúng cách, bố mẹ có thể làm trợt vỡ các nốt phỏng, làm vết loét thêm nặng, tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn. Theo khuyến cáo của bác sĩ, cách vệ sinh miệng tốt nhất là sử dụng nước muối sinh lý xúc miệng cho trẻ sau mỗi lần ăn, trước khi đi ngủ, ngủ dậy. Miệng trẻ có cơ chế tự làm sạch, cố gắng khuyến khích trẻ uống nhiều nước, xúc miệng nước muối là có thể làm sạch răng miệng mà không gây nguy hiểm. không lạm dụng truyền nước. Bác sĩ Lê Thị Hải, giám đốc trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng, viện dinh dưỡng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên lạm dụng truyền dịch cho trẻ. Biện pháp này chỉ áp dụng khi trẻ có những biểu hiện mất nước nặng như nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao và phải theo chỉ định của bác sĩ. Đối với trẻ mắc bệnh ở thể nhẹ, điều trị tại nhà, gia đình nên cho bé uống nhiều nước trái cây như cam, bưởi, các loại quả có màu đỏ, màu vàng như nước ép cà rốt, cà chua, dưa hấu. Khi bị tay chân miệng, cha mẹ nên bổ sung kẽm, một vi chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể, giúp con nhanh khỏi. Kẽm có nhiều nhất trong các thực phẩm như hải sản, bao gồm hàu, ngao hoặc các thực phẩm hàng ngày như lòng đỏ trứng, thịt gà. Bố mẹ nên chế biến thành các món cháo, súp cho bé dễ ăn. Phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ Thường xuyên rửa tay bằng nước và xà phòng diệt khuẩn cho cả người lớn và trẻ nhỏ lúc đi vệ sinh, trước và sau khi ăn, Cách ly trẻ tiếp xúc gần với người bị tay chân miệng, thường xuyên vệ sinh, tiệt trùng các vật dụng tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, mặt bàn, ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi bệnh, không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ khác cách ly mà đưa ngay đến cơ sở y tế để được khám và điều trị. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh đau nửa đầu cách phát hiện và phòng tránh sẽ là những thông tin mà chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.